Chào mừng các bạn đến với chương trình review sản phẩm của công ty OBD Việt Nam. Và sau bao ngày mong đợi thì sản phẩm máy chẩn đoán thông minh Autel MySix MS906 đã cập bến OBD Việt Nam. Và bây giờ chúng ta hãy cùng kỹ thuật viên OBD Việt Nam tập hợp chiếc sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam này nhé. Có thể thấy rằng bề ngoài thì Autel MySix MS906 không khác gì so với người đàn anh cao cấp của mình là MS908. Và cả hai đều là những chiếc máy chẩn đoán thông minh hiện đại nhất hiện nay. Và đây là một sản phẩm vừa ra mắt của năm 2016. So với người tiền nhiệm của mình là DS708 thì lần này Autel đã đầu tư hơn rất nhiều về bao bì sản phẩm lẫn những thiết kế bên trong và phần mềm cho sản phẩm của mình. MS906 được đựng trong một chiếc cặp khá chắc chắn. Bởi vì là một chiếc máy đa năng, vì vậy MS906 bao gồm có 12 chiếc cáp OBD1 sử dụng cho các dòng xe trước năm 1996 từ châu Âu đến châu Á, ví dụ như là Mercedes-Benz, BMW, Nissan, BMW, VSA, Fiat, Honda, Kia, Audi, vân vân. Và sự khác biệt lớn nhất giữa MS906 và MS908 đó chính là MS908 sử dụng cáp sử dụng VCI Bluetooth để kết nối với xe. Còn riêng với MS906 thì đây là sử dụng cáp OBD2 như chiếc máy DS708 của chúng ta. Và đây là sản phẩm chính. Và đây là chiếc máy MS906 của chúng ta. Vâng, MS906 có thiết kế rất tinh tế và trang nhã. Hai bên của máy được bọc bởi hai lớp cao su chống sốc cực kỳ bền bỉ, cùng với màn hình Gorilla chống va đập. Theo thí nghiệm của hãng thì MySix 906 có thể rơi từ độ cao từ 3m. Đây là cáp đường cổng để kết nối cổng cáp OBD2 của MySix 906. Còn đây là nút nguồn. Và kế bên là nút và dắt để kết nối điện 12V với adapter. Khe thẻ nhớ cũng như cổng kết nối USB được đậy bằng một nắp cao su cực kỳ chắc chắn. Phía sau MySix MS906 có trang bị một camera 5MP, giúp cho kỹ thuật viên của chúng ta có thể chụp lại những phụ tùng chúng ta cần thay thế, hoặc có thể là những chi tiết trên xe mà chúng ta cần lắp ráp. Màn hình của MySix 906 có độ lớn là 9,7 inch với độ phân giải là 1024 x 980 MP. Cấu hình này tương tự với những chiếc máy tính bảng Samsung hiện nay. Về cấu hình thì MySix 906 được trang bị RAM 2GB cùng với chip A9 tương tự như MySix 908. Và để chứa những dữ liệu về hệ thống xe của mình, MySix MS906 còn được trang bị ổ cứng SSD 32GB. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi động. Được sản xuất từ một tập đoàn máy chẩn đoán hàng đầu thế giới, vì vậy Autel MySix cũng được hãng Autel trang bị đầy đủ các hướng dẫn sử dụng cho người khách hàng. Ví dụ như đây là thẻ MySix PCC, giúp cho chúng ta cài các software để kết nối máy tính lẫn và MySix. Và tiếp theo là các parking list cũng như hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh của MySix MS906. Và bây giờ chúng ta hãy cùng khởi động MySix để xem máy hoạt động như thế nào nhé. Vâng, chỉ với một nút bấm. Vâng, máy khởi động chưa đến 5 giây các bạn.
Vâng, bây giờ máy đã khởi động. Đây là giao diện chính của máy. Lợi thế của MySys MF908 so với cái máy hiệu được cái máy chẩn đoán hiện nay đó là sử dụng hệ điều hành Android 4.0. Vì vậy giúp cho MySys 906 có thể trang cài đặt thêm các ứng dụng mà hệ điều hành Android có thể sử dụng như các từ điển hoặc là tra mã lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham khảo màn hình chẩn đoán của máy. Giao diện màn hình chẩn đoán của MF906 tương tự như MF908, nó cũng sẽ gồm có 6 phần. Diagnostic là phần chẩn đoán, MySysFix là phần chứa dữ liệu điện toán đám mây, Shop Manager là phần quản lý gara, Data Manager là phần quản lý các dữ liệu mà chúng ta sửa chữa, mã lỗi, Setting là phần cài đặt cho máy, và Update là phần hỗ trợ cài đặt, update, nâng cấp máy theo Wi-Fi. Là chiếc máy chẩn đoán đa năng ưu việt, vì vậy Autel MySys MF906 có hiển thị tất cả các hãng xe trên thế giới, thậm chí là những hãng xe sang như Rolls-Royce, Bentley và Maybach, Land Rover. Các bạn có thể thấy xe châu Mỹ, châu Á, châu Âu. Và đặc biệt hơn nữa so với các dòng máy cùng phân khúc đó là MS906 có cả khả năng chẩn đoán các xe 24V đến từ tập đoàn Hyundai Hàn Quốc. Vâng, máy hoạt động khá mượt mà và giao diện cực kỳ dễ sử dụng. Có thể nói Autel MySys MF906 là một người thay thế cực kỳ hoàn hảo, thậm chí tuyệt vời hơn cả DS7-8. Và những video review thực tế trên xe sẽ được OBD Việt Nam cung cấp đến các bạn trong thời gian gần nhất.